Rồi, xin chào các bạn, anh là Quân, là kỹ sư ứng dụng của hãng Group đại diện tại miền Bắc. Thì hiện nay trong tay mình là thiết bị đo điện cơ đất 16252. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đo bằng biện pháp là không ống cọc. Mình sẽ dùng một kim pháp và một cục thô của hình dưới đây. Thì phương pháp rất là tiện lợi cho thành phố mình nơi bị bê tông hóa rất là nhiều, mình không có khả năng ống cọc được. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đo. Thì trước khi mình đo, mình thiết lập một kim pháp và một kìm thu dòng ở dưới này. Và bây giờ mình chuyển qua chế độ đo. Các bạn lưu ý là thiết bị này là rất là thông minh. Bây giờ mình sẽ rút một cái này, nó sẽ báo cho mình là bị thiếu ở bên vị trí nào. Rồi hoặc là thiết bị mình bị lỏng đi, nó sẽ báo cho mình. Thì trước khi mình làm, mình sẽ thiết lập cái này cho chính xác. Các bạn thấy khi mà thiết lập chính xác rồi thì màn hình sẽ đứng yên như thế này. Ở đây thì mình rất là nhiều chế độ đo. Đây là một tần số khá là hoảng loạn ha. Tức là cái khu này là đang có tần số dao động rất là lớn, có thể bị ảnh hưởng bởi điện thông hay là những nơi khác. Thì ở lúc có chế độ là AFC cho phép bạn tự động lựa chọn cái tần số thích hợp nhất để loại nhiễu trong hệ thống và những môi trường xung quanh. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo. Thiết bị đo rất là nhanh, 3.27. Thì như thông tin các anh mình được nói thì dưới 4 ohm là ok. Thì rõ ràng cái trạm này khá là ok khi bạn đo, và kết quả ra rất là nhanh. Đồng thời có thể mình xem được cái tần số lựa chọn nó là 111 Hz, là tần số tốt nhất trong môi trường này để loại những cái nhiễu xung quanh. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu biết thêm nhiều chi tiết hơn thì bạn hãy tham khảo trang fanpage Facebook hoặc là kênh YouTube của Group là Group.